Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Shop Coa TV. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2024. Shop Coa tiếp tục sưu tầm được một lô hồ điệp đại hàng Đài Loan cốc vỏ thông rất là đẹp và nhiều màu sắc. Trong lô ngày hôm nay có rất là nhiều cây đẹp và nhiều màu sắc lạ. Hồ điệp Đài Loan các em rất là dễ trồng, siêng bông, cánh dày, lâu tàn, khả năng trồng sống rất là cao. Tất cả những cây hôm nay Shop Coa chia sẻ đều là cốc vỏ thông rất là đẹp, bao gồm đó chính là cây chớp ngân hà, màu sóc cò sẽ viết lên trên lá nhé các bạn. Cây thứ hai đó chính là cây cam đào. Cây thứ ba là cây màu mới, đó chính là cây cây chớp sữa, hay thường gọi là trắng chớp sữa. Màu trắng là màu chủ đạo và cánh của em có chút xíu, đó chính là màu hồng chớp, gọi là trắng chớp sữa. Cây thứ tư đó chính là cây vàng 2035, sóc cò sẽ viết màu lên trên lá này. Và cây cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là cây khủng long. Khủng long của ngày hôm nay đó chính là cây khủng long màu trắng V3. Đây, cây rất là đẹp và to khỏe. 5 cây có một cây khủng long này rất là đẹp các bạn nhé. Đó, V3, sóc quả sẽ vẫn chữ khủng long. Rất là to. Bình thường thì các bạn đi mua những cây khủng long thì giá khoảng là 80, 90, có nơi bán hơn 100 ngàn một cây. Nhưng trong lô ngày hôm nay có một cây khủng long sóc quả bán đi cùng bộ combo 5 cây bao gồm là một khủng long và 4 cây hồ điệp đại. Đồng giá chỉ có 70 ngàn một chậu mà thôi. Rất là khỏe mạnh, hàng vỏ thông, rất là đẹp. Việc trồng rất là đơn giản, là về các bạn chỉ việc bỏ cốc mồi ra và cho sang chậu, chèn thêm giúp sóc cò khoảng 3-4 miếng than, không được cắt rễ. Và ở giữa này có một chút xíu ở trên nhà giớn, các bạn tuyệt đối là không được bóc cái giớn ở giữa này đi nhé, để nguyên vậy. Các bạn về chèn thêm than là xong. Và sóc cò đã phun ngừa thối nhũn và lấm rồi, nên vì vậy mà cây rất là khỏe mạnh. Đồng giá là 70 ngàn một chậu. Các bạn thích mặt bông nào thì bổ sóc cò lựa cho. Khủng long rất là to, rất là đẹp. Các bạn mà thích chơi thân lá, ngắm lá 11 tháng trong năm thì không nên bỏ qua lô cốc vỏ thông này. Cái thứ hai đó chính là cây vàng 2035. Đó chính là cây vàng lưỡi đỏ. Lá to, tròn, rất là đẹp. Đầu rễ xanh. Đầu rễ xanh để các bạn trồng dễ dàng. Đó, đầu rễ xanh. Nhận hàng thì các bạn cứ sang chậu bình thường, nhưng mà tuyệt đối không được tưới nước ngay nhé. Phải 2 ngày sau mới được tưới nước. Từ lúc trồng sang chậu thì 2 ngày sau mới được tưới nước. Và tưới nước chỉ tưới vào gốc thôi, không được tưới lên lá. Tưới lên lá thì tỷ lệ các em mới thối nhũn rất là cao, nên chỉ tưới vào buổi sáng, tưới vào gốc mà thôi. Cây vàng rất là dễ trồng. Trắng vàng. Tiếp theo đó chính là cây chớp sữa. Cây chớp sữa mặt bông rất là đẹp. Đó chính là màu sáng, là màu trắng chủ đạo và có chút xíu tông màu, đó là màu hồng ở viền lá. Cánh rất là đẹp. Cây rất là khỏe. Đầu rễ xanh. Đó. Đầu rễ xanh. Sóc có chia sẻ sao thì các bạn nhận hàng y hệt như vậy. Nếu mà trong quá trình vận chuyển nhận hàng có bị gãy, bị dập, bị thối thì cứ gọi điện cho sóc cò. Sóc cò sẽ trừ tiền cái cây bị lỗi ra nhé. Cây thứ tư đó chính là cây cam đào. Cây rất là nhiều cặp lá. Đầu rễ xanh. Đó. Đầu rễ xanh. Cốc 3.5. Cây rất là khỏe mạnh. Tất cả những cây này là cây đã cắt ngòng rồi. Chúng ta tận dụng cây gốc này để chúng ta về trồng. Thường thường thì khoảng 2 đến 3 tháng sau em ấy sẽ cho ra bông. Cây cắt ngòng chúng ta hiểu lôm la đó chính là cây thanh lý của nhà vườn. Nên vì vậy mà các em sẽ không thể tránh được những cây lối lá nhẹ như thế này. Lối lá gốc như thế này là không có quan trọng. Quan trọng nhất là phải bộ rễ xanh và lá ngọn là phải đẹp. Chứ đâu lá dưới chân như này thì các bạn trồng một thời gian thì các em sẽ rụng lá thôi, không có quá chú trọng về cái lá nó lối nhẹ này, nó đã khô rồi, không quan trọng lắm. Không tránh được đâu. Cây thanh lý mà còn bổ đẹp từ A đến Z thì là điều đấy là sóc quà không làm được, không làm được. Và mặt bông cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là cây chớp ngân hà. Chớp ngân hà có một màu gam màu chủ đạo đó chính là màu tím. Có chút xíu là màu vàng, lưỡi thì là lưỡi trắng, váy thì là váy vàng. Có 4 màu tất cả, đầu rễ xanh. Đầu rễ xanh. Cốc vỏ thông, thường thường thì là giới thiệu là cốc vỏ thông, nhưng mà đến 90% là vỏ thông thôi, ở giữa là có chút xíu là chút giớn. Đây là cây cây mô từ cốc 2.5, người ta sang chậu không thể là người ta phải giữ lại một ít giớn để giữ ẩm cho cây nhé, chứ không thể là 100% trong này là không phải đâu. Giới thiệu là hàng cốc vỏ thông nhưng mà ở giữa là 10% là cũng có một chút xíu là dớn. Cây rất là khỏe mạnh. Về tất cả là 5 cây, 5 màu.
cây rất là to. Trong lô này cây lá mà to nhất thì phải nói đến cây khủng long trắng V3 rất là to, và cây vàng cũng rất là to, cây cam rất là to. Riêng cây hai cây chớp, chớp sữa và chớp ngân hà thì các em ấy lại lá lại nhỏ. Hồ điệp thì thường thường sẽ về theo lô, lô này và lô khác sẽ khác nhau về màu sắc. Các bạn thích lô nào thì cứ bổ sóc cò lựa cho. 5 cây, 5 màu, rất là dễ trồng, khỏe mạnh. Hồ điệp Đài Loan, cánh của em ấy thì cánh dày, màu thì là màu đậm, kháng bệnh cao, trồng tỷ lệ sống cao hơn so với những hồ điệp khác. Trong dòng hồ điệp thì là hồ điệp cúc vỏ thông là dòng cao cấp nhất và giá trị nhất rồi. Hiện tại ở thị trường Việt Nam là sóc có biết là cái cây cốc khủng long này nè, hoặc là cốc vỏ thông này là các em ấy giá tiền cao nhất rồi. Nên vì vậy các bạn mà mua lô này của bên sóc cò đó chính là những cây hàng cao cấp nhất đó. Vàng 2035. 5 cây, 5 màu bao gồm là trắng khủng long V3, vàng 2035, chớp sữa, cam đào và chớp ngân hà. 5 cây, 5 màu là 350.000 miễn tiền ship. Các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây cũng được. Phí ship là 35.000, cố gắng giúp sóc cò là lấy 5 cây để được miễn tiền ship. Cây khỏe mạnh. Nhân tiện đây sóc cò cũng muốn chia sẻ cho các bạn một vài chậu lan mà sóc cò trồng. Trong số này tất cả đều là hàng Đài Loan, cốc vỏ thông, sóc cò trồng. Cũng có cây mới trồng được vài tháng, cũng có cây cũng trồng được vài năm. Những cái cây này thì sóc cò được trồng được 1 năm rồi này, cây này là sóc cò trồng được 1 năm. Và các em ấy cứ hết thì sóc cò lại cắt đi và các em lại phân nhánh lại đi tiếp. Đó. Cây này cây màu hồng, khủng long. Hồng khủng long chắc là lô sau sẽ về tiếp. Rất là đẹp. Đây là vàng 2035 này các bạn này, vàng 2035 này. Đó, lưỡi đỏ, cánh này là gì? Cánh màu vàng. Và trước khi tàn thì em sẽ chuyển màu đi và sẽ rụng thì màu sẽ nhạt đi này. Đó. Các bạn có thể trồng một cây vào một chậu cũng được, giống như sóc cò chèn than. Hoặc các bạn ghép 3 cây vào một chậu giống như là cây vàng 2035 này cũng được này. Rất là dễ dàng. Hoặc 2 cây vào một chậu cũng được. Đây, trắng V3. Cây này là cây xanh táo, xanh bơ. Đây là cái cây hồ điệp mà sóc cò rất là ưng. Em này là theo sóc cò được 6 năm rồi này. Em này là cây này, cây màu hồng. Năm nay là năm thứ 6 rồi. Màu của em ấy lúc đầu là màu đậm, bây giờ các em biến thiên là thành màu nhạt này, chuẩn bị tàn màu sẽ nhạt đi này. Đó. Cái ngồng của em rất là dài, 6 năm rồi. Các bạn thấy rễ rất là cổ kính. Hồ điệp thì là một dòng mà phải thừa nhận là cây hồ điệp là cây rất là đẹp, lâu tàn. Nhưng mà em ấy cũng là một dòng rất là khá là đồng đảnh. Để chinh phục em này thì các bạn phải sưu tầm những hàng chất lượng rất là cao. Những cây hồ điệp Trung Quốc hay là hồ điệp cây mô Việt Nam ấy trồng thì rất là khó. Và thậm chí là trồng một thời gian sau là các em sẽ túm đọt và thắt ngọn không có đi nữa. Những cái cây hồ điệp Đài Loan thì là giá tiền cao hơn. Và chúng ta trồng tỷ lệ sống dễ dàng hơn rất là nhiều. Và thường thường thì để biết được những điều này thì chúng ta phải trả học phí vài lần, bị lừa lên lừa xuống rất là nhiều. Và sau khi lừa thì chúng ta mới có được những kinh nghiệm để đi mua lan, nó sẽ dễ dàng hơn. Bạn nào mà may mắn mà xem được những video của sóc cò thì có thể là sẽ biết sớm thì sẽ bị tránh mất đi những học phí không nên đáng có. Sóc cò thì thường thường ngoài bán lan ra thì sóc cò thường thường sẽ chia sẻ cái cách trồng lan, và sóc cò thường chia sẻ là cách dấu hiệu nhận biết để mua hàng chất lượng và tránh bị lừa gạt. Một hai bữa nữa thì sóc cò rảnh, sóc cò sẽ chia sẻ cho các bạn vài kinh nghiệm để chúng ta đi mua lan hồ điệp ngày Tết trở thành người thông thái, không có bị lừa các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.